Trước khi tới Mỹ anh sẽ không có thời gian gặp em, nên muốn chào từ biệt em trước. Tạm biệt em Cheon. Chun Gil thấy vậy cảm thấy cơ hội mình đã tới. Anh đi đây, không tiễn. Anh không còn là Chun Gil trước kia nữa. Em cứ chờ mà xem, anh sẽ vực dậy dựa vào thực lực của mình. Sau đó hiên ngang đứng trước mặt em. Hôm nay tới ngày đưa ông ngoại ra đồng. Bố đã cống hiến cả đời cho xưởng mì. Trước khi đi hãy nhìn nơi đây lần cuối. Xưởng mì này chính là tâm huyết cả đời, cũng là đứa con tinh thần duy nhất của ông. Bà Giang lén đi theo sau đoàn người, đưa tiễn bố chồng chặng đường cuối. Đây là mì lúc ông còn sống thích ăn nhất. Con muốn dùng cái này tiễn ông chặng đường cuối cùng. Lại là thứ mì này. Làm cả đời chưa đủ hay sao? Đến lúc chết rồi còn mang nó đi theo. Biết tin Seyun sắp đi Mỹ, Yuri đã tới chào từ biệt anh. Mặc dù không biết cầu xin sự tha thứ thế nào. Thực ra là em đã mua chuộc nhân viên nghiên cứu của công ty, còn cướp nhà cung ứng của bên anh. Em thực sự xin lỗi. Lúc đó em đã không thể chấp nhận khi bị anh phản bội. Trong đầu chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn trả thù, kết quả tự mình hại mình. Em cũng vì anh mà chịu tổn thương. Chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại nữa. Từ hôm nay hãy làm lại cuộc đời. Ngày mai Seyun sẽ phải đi Mỹ. Anh bắt đầu thu dọn hành lý. Nhìn bức ảnh của Cheon rơi ra khiến anh cảm thấy lưu luyến, không muốn rời xa. Bên này bà Bang lấy toàn bộ túi sách hàng hiệu và trang sức đắt tiền của mình nhờ bà mối bán giúp. Chủ tịch tập đoàn lớn lại bán túi sách và trang sức chỉ vì thiếu tiền sao? Cuộc sống đúng là muôn vạn chữ ngờ. Đủ rồi. Bà rốt cuộc có muốn giúp tôi bán không? Không ngờ bà Mai lấy ra một phong thư đưa cho đối phương. Đây là gì vậy? Mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng cứ cầm lấy đi. Gì cơ? Bởi vì tôi toàn quen với các phu nhân quý tộc, không có ai mua hàng cũ cả. Hôm nay Chun Gil tới xin làm tài xế cho một công ty nhỏ. Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, chấp nhận làm chuyện này chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Chun Gil, em biết anh thực sự rất kiên cường. Anh nhất định có thể khắc phục khó khăn. Nhớ tới lời động viên của Cheon, Chun Gil lập tức lấy lại động lực. Hôm nay, bà Giang nghe tin Seyun sắp đi Mỹ mà không có sự đồng hành của Cheon thì tức tối vội vã mà rời khỏi nhà. Bà không do dự ly hôn với chồng cũng chỉ vì hạnh phúc của hai con. Giúp tôi chuyển lời với anh rể, nếu không làm theo ý tôi sẽ nhập tên Seyun vào hộ khẩu của mình. Không phải anh rể sợ nhất là chuyện này hay sao? Bà Bé kể lại chuyện này với chồng. Nếu ông vẫn kiên quyết không cho hai đứa nó đến với nhau, tôi sẽ đích thân tới đồn cảnh sát nói ra tội lỗi mình đã gây ra vào 30 năm trước. Tôi sẽ đi tự thú, như vậy sẽ thu hút sự quan tâm của giới báo chí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng và lòng tự tôn mà ông luôn quý hơn sinh mệnh. Sao bà dám? Vậy nên tôi xin ông hãy dừng lại đi. Nhưng bố Seyun vẫn quan tâm tới sự uy hiếp, cương quyết bắt Seyun tới Mỹ. Thấy con trai cứ ra đi như vậy, bà Bét vô cùng đau xót. Trên đường tới sân bay, Seyun nhận được điện thoại của bố Cheon, thông báo nơi ở hiện tại của mẹ ruột anh. Nghe xong anh vội kêu tài xế chuyển tuyến đường, anh muốn đi gặp mẹ ruột lần cuối. Bên này, bà Bét đưa cho Cheon một tấm vé máy bay có cùng điểm tới với Seyun. Đây là cơ hội cuối cùng của con đó. Chuyện còn lại cứ giao hết cho bác sẽ phụ trách xử lý. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, hãy mau xuất phát đi. Cheon nhìn vé máy bay hồi lâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Ai ngờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Cheon đuổi tới sân bay, nhưng Seyun lại bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, hiện tại đã mất đi ý thức, phần đầu và ngực bị thương nghiêm trọng. Em đang ở sân bay, nhận được tin nhắn, gọi lại cho em ngay nhé. Hôm nay, hai vợ chồng bà Beck nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo tin con trai đang cấp cứu tại bệnh viện. Tại sân bay, Cheon nôn nóng chờ đợi, bỗng mẹ Seyun gọi điện thoại tới. Gì cơ? Phòng cấp cứu sao? Bác sĩ, Seyun nhà chúng tôi thế nào rồi? Khi đưa tới bệnh viện, nhịp tim đã ngừng đập. Sau một hồi cấp cứu, nhịp tim đã hồi phục về trạng thái ban đầu. Sao lại xảy ra chuyện này? Tuy nhiên phần đầu đã bị tụ máu nghiêm trọng, cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy máu đông ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bà Beth nghe tới đây hai chân đã không thể đứng vững, khóc lóc cầu xin bác sĩ phải cứu sống con trai mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cheon chạy tới bệnh viện, nhận được tin Seyun đang làm phẫu thuật. Xin lỗi anh, em nên tìm anh sớm hơn. Xin hãy cho em thêm một cơ hội, hãy cho em một cơ hội cuối cùng, xin anh đấy Seyun. Bố Cheon vội dẫn theo vợ nôn nóng tới bệnh viện. Ngồi trong xe, bà Giang lòng như lửa đốt. Lúc này Chun Gil đang lái xe thuê cho khách. Thì ra ông từng là hàng xóm với tôi. Thực ra trước đây không lâu tôi đã sống ở khu này, ngôi nhà ngay sát nhà ông kia, trước đó là nhà của chúng tôi. Chun Gil vừa dứt lời đã bị đối phương cười nhạo, cho rằng anh chỉ đang bốc phét. Nhìn căn biệt thự mình từng sống vẫn sáng đèn, anh bỗng có một cảm giác bứt rứt khó tả. Chun Gil vừa đi khỏi thì vợ cũ Hong Ju của anh cũng bước xuống xe. Thì ra cô đã mua lại căn nhà này. Chào mừng cô trở về. Bảo mẫu, bác tới từ lúc nào vậy? Hai ngày trước tôi đã tới dọn dẹp căn nhà, cũng chuẩn bị xong dưa muối rồi. Cháu thích ăn dưa bác ngâm nhất đó. Vui quá đi mất.
sau khi mất đi tất cả đã khiến bà Bang chịu đả kích lớn, tinh thần xuống dốc, đã không còn thiết tha với cuộc sống này. Chi bằng chết quách đi cho rồi, đừng để ý tới mẹ. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, trái tim con như vỡ nát, mẹ biết không? Nếu không tại con thì mẹ đã không khổ như vậy. Con thật sự rất muốn chết, sau này mẹ sẽ không như thế nữa được chưa? Đừng khóc nữa mà, được rồi Yuri của mẹ. Chun Gil sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, khoe với mẹ và em gái mình đang làm tài xế cho một đại lý. Nghe tin này, bà Bang lập tức khóc lớn. Con trai yêu của tôi sao lại rơi vào bước đường này? Đều tại tôi làm nhiều chuyện xấu nên giờ mới bị báo ứng. Chun Gil vội an ủi mẹ, sau đó lôi ra món gà mà mẹ và em gái thích ăn nhất. Ai ngờ mẹ và em gái ăn miếng gà rán lại bắt đầu khóc lớn. Bên này cuộc phẫu thuật của Seyun rất thành công, nhưng phần não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng, nên anh vẫn rơi vào trạng thái hôn mê chưa thể tỉnh lại. Nếu không có tôi, thì các con đã không phải chịu nỗi đau chia cắt. Seyun của chúng ta sẽ không phải tới nước Mỹ xa xôi, cũng sẽ không xảy ra tai nạn thảm khốc, đều tại nghiệp do chị gây ra. Hôm đó nếu chị không đánh cháo Seyun ở phòng phụ sản, là lòng tham của chị đã gây ra thảm kịch ngày hôm nay. Hai chị em cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng cả hai đều yêu thương Seyun. Tình yêu này đã giúp hai người gạt đi ân oán trong quá khứ. Tại bệnh viện, y tá đưa vật tìm thấy bên người Seyun cho Jaewon. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Jaewon nhớ lại ngày hôm đó, cô đã tận tay đeo nhẫn cho Seyun. Nhưng vào lúc sắp diễn ra hôn lễ, cô lại nhẫn tâm vứt bỏ anh ở lại, khiến Seyun chịu đả kích lớn. Nay nhìn anh hôn mê trên giường bệnh, Jaewon cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu lúc đó bản thân không dao động thì anh đã không ra nông nỗi này. Xin hãy cho em một cơ hội, cầu xin anh. Hôm nay, bà Bang khó chịu không nuốt nổi cơm. Chun Gil lo cho sức khỏe của mẹ đã đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Không ngờ lại trông thấy Seyun hôn mê trên giường bệnh. Hỏi ra mới biết anh bị tai nạn giao thông. Chun Gil tò mò chạy tới, thấy anh tỉnh lại, hai mẹ con Jaewon vô cùng hạnh phúc. Cô vội gọi điện báo tin cho mẹ chồng tương lai. Bà Baek yêu con trai hơn cả sinh mạng, nhận được tin kích động tới mức không nói lên lời. Vất vả cho con rồi. Cảm ơn con Jaewon. Cảm ơn con nhiều lắm. Gia đình Jaewon biết tin Seyun đã tỉnh lại, hòn đá trong lòng cuối cùng đã được dỡ xuống. Hôm nay, Chun Gil dưới sự xúi dục của mẹ đã mời Hong Ju tới nhà chơi. Cô lúc này đã trở thành vị cứu tinh cứu rỗi cả gia đình Chun Gil. Bà Bang hết lời nịnh hót, liên miệng hỏi thăm con dâu. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ không coi con là con dâu nữa, mà coi con như là con gái. Hong Ju phóng khoáng kêu gia đình họ chuyển tới căn biệt thự trước kia sinh sống, đồng thời sẽ khôi phục lại chức vụ của Chun Gil và Yuri trong công ty. Nghe tới đây, bà Bang xúc động quỳ rạp dưới chân con dâu. Con là ân nhân của nhà chúng ta, là vị cứu tinh đã cứu gia đình ta từ dưới đáy vực lên. Con đích thị là cô con dâu hiếu thảo có 102. Tại bệnh viện, gia đình thấy Seyun đã tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ. Bố Seyun đã quyết định cho Seyun và Jaewon hoàn thành nốt đám cưới, đồng thời cũng xin lỗi vì trước kia đã ra sức cấm cản hai con. Kết thúc viên mãn khiến mọi người không khỏi vui sướng. Nhưng sóng gió lại tiếp tục xảy đến. Tay Seyun không cầm nổi cốc nước, hai chân hoàn toàn mất đi sức lực. Mặc dù dây thần kinh ở MU bàn tay và cẳng chân không bị tổn thương, có thể bệnh nhân đã gặp vấn đề về vận động do tổn thương dây thần kinh não. Tôi sau này có khả năng sẽ không thể đi lại sao? Hiện tại chúng tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nay ngoài kiên trì tiếp nhận điều trị ra thì không còn cách nào khác. Bên này, bà Bang sau khi trở về nhà cũ thì cười không khép nổi miệng. Ai ngờ Hong Ju lại nói nhà không có người giúp việc, sau này việc nấu cơm dọn dẹp sẽ do bà phụ trách, mà căn phòng của mẹ chồng ngày trước giờ đã thuộc về Hong Ju. Nếu muốn ở lại đây thì mẹ nên biết điều một chút đi. Bà Bang vừa định mách lẻo con trai đã bị Hong Ju chặn trước một bước. Em đang mang thai nên sẽ dùng phòng mẹ ở tầng 1 cho tiện đi lại. Thời gian này mẹ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Mẹ đã đồng ý với anh sẽ trở thành người mẹ chồng quốc dân. Cảm ơn mẹ nhé. Hôm nay xưởng mì đón một vị khách quý, bếp trưởng nổi tiếng đã mời họ tham gia buổi tiệc giao lưu văn hóa châu Á, chuẩn bị giới thiệu xưởng mì của họ với mọi người. Hai người cậu thật sự không dám tin vào tai mình, đây đúng là tin vui từ trên trời rơi xuống. Bên này Seyun để nhanh chóng hồi phục bình thường, cũng là vì không muốn gây thêm phiền phức cho Jaewon. Mỗi ngày đều kiên trì tập luyện, không ngại khó khăn, quyết tâm trở về người bình thường. Hôm nay bà Bang tới bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, kể lại ở nhà con dâu đã làm mình tức tới mức nào. Nói một câu thì nó cãi lại 10 câu. Áp lực của bà phần lớn là do con dâu gây ra. Tôi hiện tại không có tiếng nói trong gia đình, tôi thật sự sắp phát điên lên rồi. Bà Bang gặp lại Jaewon, nhớ lại những chuyện xấu xa đã gây nên cho cô. Mày dám cười à? Cười nữa đi. Mẹ cuối cùng đã hiểu được tấm lòng của con. Hiện tại mẹ đang bị báo ứng rồi. Trước kia mẹ đối xử với con thế nào, nay lại bị con dâu đối xử y như vậy. Đây đúng là sự trừng phạt dành cho mẹ. Jaewon về nhà thấy trong nhà không có ai thì không khỏi lo lắng. Xin lỗi cháu Jaewon, xảy ra chuyện gì rồi sao? Hội nghị giao lưu văn hóa của chúng ta biến chất rồi. Không thể nào, cháu sẽ lập tức qua đó. Không ngờ mọi người trong gia đình đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Cả hai người mẹ đều xuất hiện ở đây.
hôm nay sẽ tổ chức lễ cưới cho cô và Seyun. Sau bao sóng gió, hai người cuối cùng đã về bên nhau. Seyun ngồi trên xe lăn tặng cho Jaewon một bất ngờ lớn. Khi anh chậm chậm đứng dậy, tất cả mọi người có mặt đều tròn mắt kinh ngạc. Để tặng em món quà bất ngờ này, anh đã cố gắng luyện tập hồi phục. Đây là công lao của em, bởi vì em chưa từng buông tay anh, chưa từng bỏ rơi anh. Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em đã sinh ra Seyun. Cảm ơn chị đã nuôi dưỡng và chăm sóc Seyun nên người. Một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tạm biệt.